Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN trao danh hiệu danh lục xanh Green List. Cát Tiên là vườn quốc gia đầu tiên và là khu bảo tồn thứ hai của Việt Nam được nhận danh hiệu này, đánh dấu bước ngoặt cho công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Năm 1978, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hình thành khu rừng cấm Nam Bãi Cát Tiên có chức danh quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, là tiền đề của vườn quốc gia Cát Tiên hiện nay. Trải qua 46 năm hình thành và phát triển, vườn quốc gia Cát Tiên đang quản lý hơn 71.000 hectare rừng đặc dụng, là một trong những vùng có đa dạng sinh học cao, được thể hiện qua sự phong phú và đa dạng về hệ sinh thái, đa dạng về loài. Đây cũng là nơi có thành phần loài thực vật phong phú và đa dạng nhất trong các rừng đặc dụng ở khu vực Nam Bộ, với cả thực vật sống trên cạn, vùng bán ngập và vùng đất ngầm nước. Đây cũng là nơi cư trú của 1.655 loài thực vật và 1.720 loài động vật, trong đó có nhiều loài nguy cấp quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam. Trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2023, các nhà khoa học đã ghi nhận và công bố thêm khoảng 100 loài mới từ các nghiên cứu về đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Cát Tiên. Nơi đây cũng được biết đến là khu vực có quần thể bò tót có số lượng lớn nhất tại Việt Nam, nơi duy nhất còn tồn tại quần thể cá sấu nước ngọt ngoài tự nhiên, nơi sinh sống của voi châu Á với số lượng cao thứ hai Việt Nam. Nhiều loài động vật nguy cấp đặc hữu khác còn tồn tại với số lượng lớn. Danh lục xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận các khu bảo tồn đã đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công. Việc vườn quốc gia Cát Tiên đạt được danh hiệu danh lục xanh của IUCN là cột mốc quan trọng không chỉ đối với các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên mà còn đối với cộng đồng bảo tồn ở Việt Nam. Kết quả này đã minh chứng rõ ràng nhất về hiệu quả quản lý tốt công tác bảo tồn, trong đó vai trò của lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng, nhóm bảo vệ rừng chiếm đến 90% thành công.